Dạ xin chào chị Vân, anh Hoàng Linh và lên quý vị khán giả. Em ngồi đi. Anh bên chết rồi, tôi tưởng diễn viên Hàn Quốc không à. Vâng, thì chính bà xã của em cưới vợ rồi hả? Dạ. Vâng, kỳ đó hồi đó là em phát hiện là bà xã có bồ. Vâng, cái thôi em cũng rất từng ngại. Khi mất lòng tin rồi thì yêu nhau 6 năm rồi cưới nhau. Vâng. Rồi phát hiện bà xã có bồ. Có bồ thì thôi em xác định rồi, hôn nhân không tin tưởng nhau thì thôi em cưới nhau bao lâu thì phát hiện ra điều đó? 5 năm. Wow. Dạ xin chào chị bây giờ, Vân, anh Hoàng Linh và lên quý vị khán giả. Em ngồi đi. Anh bên chết rồi, tôi tưởng diễn viên Hàn Quốc không à. Mời đàn gái giới thiệu về mình trước đi. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Mai Thị Hà, quê ở Thanh Hóa. Hiện tại thì em là giáo viên dạy môn âm nhạc. Em năm nay 31 tuổi. Còn em giới thiệu về mình cho mình đàn gái biết đi. Dạ vâng, em xin chào anh Quyền Ninh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái bên Tấm Rèm cùng tất cả khán giả trường quay. Vâng, em tự giới thiệu em tên đầy đủ là Vũ Mạnh Quyết, năm nay 37 tuổi, nguyên quán Hà Nội và hiện tại đang sinh sống tại thành phố Nha Trang. Quyết hả? Quyết tâm anh. À, quyết tâm á hả? Dạ vâng. Quyết làm gì? Em nghề nghiệp về em kinh doanh vận tải, mà chủ yếu là khai thác tour trong thành phố. Tức là công ty của em hay là sao? Vâng, em công ty của em. Dạ. Công ty của em luôn, em làm giám đốc luôn. Vâng. Quyết giám đốc 37 tuổi, kinh doanh du lịch. Để bên đàn gái người ta giới thiệu về bản thân trước nè. Tại vì cái cô này cổ giống như là một cái cô diễn viên bên Hàn Quốc vậy đó trời ạ. Em nói cho chị nghe coi, em cái điểm mạnh của em là gì? Em biết hát, nói chung em dễ tha thứ và em dễ chịu với người khác. Rồi, còn điểm yếu? Em sống tình cảm quá nên là em nhiều khi cũng hay bị buồn. Với lại có một cái điểm yếu nhất là em canh giờ hơi dở. Tức là em không biết canh giờ, tức là em hay bị trễ đúng không? Dạ. Bị trễ hẹn đó đúng không? Trễ khoảng 15 phút rồi. Em có hay khóc nhè không? Dạ, dạ có. Có đúng không? Sống tình cảm quá cho nên là rất dễ khóc nhè. Không có tật xấu gì không? Dạ, hình như là không. Không có tật xấu gì luôn. Đằng ấy ơi, Quyết ơi, em nghe chưa? Vâng, không em nghe chị. Không có tật xấu em ơi. Dạ, rồi. Quyết nói cho em gái biết đi. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Điểm mạnh của anh là thuộc trách nhiệm gia đình và thích cũng thích nấu ăn, sống tình cảm, em cũng có tài lẻ như ca hát và thể thao. Em có tật xấu gì không? Tật xấu là em cũng tính cả lẻ. Cả nể cũng đâu phải tật xấu đâu, đôi khi cái thế nào thương hại, đôi khi cũng bị mất hoài á. Mất gì? Như tiền bạc chứ anh. Cũng vậy hả? Gì? Hay bị mất tiền hả? Em hay ở chỗ nào vậy? Tôi biết cái chỗ em ở, tôi định tiền giùm em. Vâng. Nói nghe nè, em có biết cái điểm yếu của em là gì không? Nói nhanh. Em nói nhanh quá. Dạ, vâng. Chị hỏi em chút xíu nha. Cái tiêu chuẩn của em là như thế nào? Tiêu chuẩn cũng rất đơn giản thôi. Rồi, chiều cũng ở chiều cao, mét 6 trở lên. Địa lý từ Sài Gòn trở ra. Cân đối được tí, được 3 vòng càng tốt, không 3 vòng thì 1 vòng thì được đầy đặn tí chị. Đầy đặn, khung trang đầy đặn mấy ngày nữa nè. Giống như chị ấy nhỉ. À giống như chị. Dạ. Ê ơi, nó hơn chị nhiều lắm. Nó hơn chị nhiều lắm nên em yên tâm nhá. Không, nói thế chứ ngày xưa Vân hơn nhiều người lắm. Vân là hoa hậu đấy. Trời ơi. Hai là hoa hậu đấy. Tôi không cần ông phải giới thiệu. Bây giờ thì nó cần hơi cao bây thôi. Bây giờ tôi đang mai mối cho người ta ông. Thế giận chứ bây giờ em nói cho bạn gái này biết về cái những mối tình của em đi. Ừ, đường tình duyên đấy. Mà báo cáo chị là em có 20 tình. Thứ nhất là 6 năm. Vâng, thì chính là bà xã của em. Cưới vợ rồi hả? Dạ. Vâng, kỳ đó hồi đó là em phát hiện là bà xã có bồ. Vâng, cái thôi em cũng rất từng ngại. Khi mất lòng tin rồi thì yêu nhau 6 năm rồi cưới nhau. Vâng. Rồi phát hiện bà xã có bồ. Có bồ thì thôi em xác định rồi, hôn nhân không tin tưởng nhau thì thôi em cưới nhau bao lâu thì phát hiện ra điều đó? 5 năm. Cưới nhau 5 năm phát hiện ra điều đó. Ồ, vậy là mình đã có con chưa? Có một bé gái chị. Một bé gái giờ ở với mẹ hay là ở với em? Ở với mẹ. Nhiêu tuổi rồi? 7 tuổi thôi. Thôi, bỏ cái chuyện đó đi. Coi như là một cái câu chuyện buồn nhưng mà mình nên bỏ qua, mình nhìn ra phía trước. Đó ha em ha. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về cái chuyện tình duyên của bạn đây. Nhưng mà đang quan trọng là bây giờ nè, hỏi bên đàn gái của sao? Cho ông nhìn nha. Nha, ông che mắt lại đi. Tôi sợ ông mối này ông lạc lòng quá, ghê quá. Nè, 1, 2, 3. Ủa sao to con quá vậy? Dạ. Hơi cân nặng hả? Ủa? Trời em gái, trời ơi, dễ thương quá. Tưởng đâu nhìn người bạn của tôi. Đàn trai anh thì nó lỡ con đò rồi đó. Bên đàn gái thấy sao? Em cũng đã từng kết hôn ạ.
Wow, yeah. Năm mà em 25 tuổi là lúc đó em ra trường, em làm được 2 năm rồi. Em đã quyết định lấy một người. Yeah, em có con chưa? Dạ em chưa có con ạ. Chưa có con. Dạ. Hai bên đều đã một lần gọi là lỡ chuyến đò. Bây giờ em mong muốn tìm một người mới như thế nào? Dạ em muốn một người người ta biết yêu thương, biết chia sẻ. Khi mà gặp chuyện gì thì hai người cùng ngồi lại nói với nhau để cùng hướng tới một điều tốt đẹp hơn. Bây giờ cho gặp người thân đi, ta góp ý sao rồi mình cho hai bên gặp mặt. Ủa em này có người thân đi với em không? Dạ em có hai người bạn. Đâu hai người? À đó, hai cô bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào tất cả mọi người. Thì em thấy anh trai bên này cũng được chững chạc. Chị Mai Hà em là tiếp người rất là sống theo cái dạng rất là tình cảm. Hai anh chị đã đến đây là một cái duyên rồi. Thì anh chị hãy tạo cho nhau một cái cơ hội. Em trai đi với ai? Em đi với cậu, với anh trai và một anh bạn. À, rồi, xin mời đại diện gia đình. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào quý vị khán giả, chào các bạn gái bên này. Tôi là cậu của cháu Quyết. Thì cháu Quyết cũng như chị Hồng Vân lấy nhận xét là cái nói rất là nhanh mà hay vấp. Cho nên là đó là cái khuyết điểm mà cũng nhiều nhà cũng góp ý nhiều. Thì cái khuyết điểm nó còn về cái ưu điểm đó là Quyết là rất là nhiệt tình, có hiếu, biết kính trên nhường dưới trong gia đình. Mọi công việc, việc gì cũng có thể làm được. Mai Hà bên này thì cậu thấy rất là phụ nữ rất là xinh, là rất là chững chạc. Thì lên đây là cái duyên, thì mong tạo cho nhau một cái cơ hội để mà tìm hiểu. Mà gia đình bên nhà trai thì rất mong muốn cái điều này. Cảm ơn cậu. Cảm ơn hai gia đình, chúng ta mở rào thôi. Bắt đầu đi Quyết. Được rồi, em. Anh có đoá hoa tặng em, chúc em luôn tươi tắn như những đoá hoa này. Dạ em cảm ơn. Cái này là chiếc thuyền buồm, nghĩa là tượng trưng cho hai đứa ta. Vì dù bất chấp bão tố phong ba thì có thể vượt qua cái bến con thuyền này, thế cập bến và sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc. Dạ. Mời em nói chuyện đi. Dạ em cảm ơn. Dạ em cũng có một món quà nhỏ gửi tặng anh. Gửi tặng cảm em. Mở ra đi, em mở ra đi. Là cái gì? Dạ cái này là dây đòi nợ. Nếu như có nợ thì cái gì? Dạ nếu có nợ thì phải trả. Cả là phạt. Dạ tôi đã biết rồi nhỉ. Mình đăng ký mình mang luôn, đeo luôn. Tôi cảm ơn em ơi, âm nhạc thì âm nhạc chắc em cũng hát hay nhỉ, có chắc nghệ sĩ em cũng có đúng không? Dạ em cũng hát được. Em hát được. Dạ. Nghe anh nói là anh cũng biết hát đúng không ạ? Ừ, anh cũng rất thích hát, hát ấy. Dạ, anh hát cho em với mọi người nghe được không? Ừ, được. Thôi anh... Với anh hát bài ngắn gọn thôi. Bài Lối nhỏ vào đời của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Dạ. Anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng, để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời. Đời em là chim én bay, đời em là hương tỏa đâu đây. Đời em là tình yêu rực cháy, anh đã cho em mùa xuân này. Hay quá, hay quá, hay quá. Nói nhanh nhưng mà hát rất rõ. Đây nè, hát rõ và cái giọng rất là cao. Cô đúng giáo rồi. Sẽ làm cho học trò này hát hay hơn. Cô giáo thấy sao nào? Dạ em thấy anh hát giọng hay, giọng bay à. Rất ấm hay. Rồi cô giáo hát cho anh nghe đi. Cô giáo lại đi cô giáo. Dạ, em sẽ gửi tặng bài hát Tình yêu trên dòng sông quan họ. Ồ, bài quê tôi đấy. Quê tôi. Có từ nơi anh, lửa rừng bập bùng vách núi. Anh đi giữa miền biên giới, làng quê em đợi em chờ. Con sông của người quan họ, suốt đời nước chảy lơ thơ.
tiếng anh ấm như hơi thở, em nghe để nhớ suốt đời. Đừng quên đừng giận người ơi, mà đừng quên đừng giận người ơi. Ủa, chị người quen. Chết ông Quyết nhà tôi rồi. Ôi, ông Quyết ơi, là ông Quyết ơi. Lút đâu nhỉ? Lút đâu, bấm luôn. Bấm luôn, bấm luôn. Bấm luôn, lút thật, bấm luôn. Nghe là rụng tim rồi. Tôi nghe tôi còn muốn bấm thôi. Chứ tôi phải là, ôi trời ơi. Bây giờ nhìn người tim đã rơi xuống rồi. Nghe hát nó rụng luôn. Nói chung là anh ngưỡng mộ em. Đúng là cô giáo dạy nhạc mà rất là ngọt ngào mà. Hay anh nghĩ quá. Rằng anh Quý hát cũng tốt mà. Không, tôi bị rỡn da gà luôn hết lên. Em hát xong ngay tim anh đập loạn nhịp rồi. Thật đúng loạn nhịp, chị còn loạn nữa. Dạ, không à. Em ôi thế nào ơi. Thế nào dạ bây giờ người em có điện điện anh điện có điện cái luôn đấy, có điện mà kêu anh bằng chỉ luôn đấy. Dạ, cái lượng điện này chắc phải 500 kV điện mạnh. Dạ bây giờ hai người đó, một người hai người ở rất là xa. Dạ. Đâu mình nói thí dụ tụi mình bấm nút thì mình sẽ hẹn hò thế nào, cho nhau cơ hội thế nào và tạo nhau một cái điều kiện lãng mạn nào để yêu nhau. Quyết đưa ra vấn đề đấy đi mà đi. Coi như quen nhau xong một phát mấy tháng sau cưới này thì anh hy vọng một cái là anh sẽ tạo điều kiện cho hết mức, và đằng sau của bên em công việc đó thì anh cũng sẽ là người đàn ông vững chắc để cho em tin tưởng và gửi gắm cả cuộc đời mình còn lại, kể công việc và tình cảm. Em có cảm giác đây là cái người đàn ông mà có thể làm chỗ dựa cho em không? Cái trái tim em nó có một cái chút loạn nhịp nào không? Dạ hiện tại bây giờ em rất ổn. em không dễ yêu. Thực ra là để yêu em cần thời gian. Sự là ngồi đây thì em chưa cảm nhận hết được con người của anh. Em có thấy đây có phải là một nửa yêu thương mình đang hướng tới không? Dạ em ngoài sức tưởng tượng của em. Ngoài sức tưởng tượng. Vâng. Chúng ta sẽ tiến tới nắm tay cô ấy và nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình, mắt nhìn mắt, để xem là cô ấy có đồng ý bấm nút hay không nha. Nào tiến tới đi, cô ấy đứng lên, hai người nắm tay nhau để cảm nhận. Và em hãy nói điều gì với cô ấy. Quyết nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Em muốn điều gì em nói đi. Hồi hộp quá em ạ. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy, cứ nhìn. Đấy em ạ, đấy thì tình cảm của mình đến đây là một cái duyên. Qua chương trình thì mình gặp vào nhau, tôi hy vọng cái duyên này nó tạo ra cái lợi để phải trả cho nhau và vượt qua sóng gió của cuộc đời để đến với nhau và biến vợ phúc nhất. Rồi. Hai bạn, đặc biệt là cô gái Mai Hà, em có 30 giây nhắm mắt lại, để tay vào nút bấm. Suy nghĩ cho kỹ nha các bạn. Chúng ta đã trải qua lần đò rồi. Trao duyên nó không có dễ như vậy đâu. Rung động thì trao, không rung động thì thôi. Nào, sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Cô gái không bấm. Em rất là xin lỗi tại vì được, em chưa. Không sao em. Nhưng mà chúng ta có thể là bạn, em rất vui được biết anh. Yeah. Anh thật sự nha, nếu là anh ở vị trí em, anh sẽ quyết liệt hơn nữa. Nên em run quá anh. Run quá đúng không? Yeah. Em phải cần quyết liệt hơn nữa, phải đúng cái tên của em là Quyết và Liệt luôn, và Liệt luôn. À, quyết liệt, quyết xong rồi liệt luôn không phải? Phải quyết liệt đi chung. Chúc các bạn sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình nha. Dạ vâng. Thật cảm ơn em nha. Hãy giữ lấy quà của nhau để nhớ rằng một ngày nào đó ta đã gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn mỗi bạn một hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vita Dairy. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong.
chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Hy vọng rằng chúng ta vẫn là bạn của nhau, liên lạc với nhau nha, để có thể trao đổi, biết đâu một ngày nào không xa, hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau ở một điểm vô cực nào đó nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Chào em. Ây chà, thôi quá, bạn trai mà đẹp trai á chị, là hơi bị ấy ấy chị. Hả? Kỳ vậy? Bạn bè rủ nhau đi là đi nhậu, tới bến luôn, cỡ thùng hay sao chị? Cái gì? Tình trường là em là cao thủ rồi anh, chắc chắn là không ai qua em đâu anh. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Rồi, chào anh. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Bây giờ thì hai bạn giới thiệu về mình đi. À, lời nói đầu tiên em xin gửi đến khán giả trong trường quay một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất ạ. À, em xin gửi đến MC anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường và chào em bên kia. Trời ơi. Em tên thật là Nguyễn Hoàng Thành, em sinh năm 1991, năm hiện tại em 27 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Công việc chính của em là thợ tóc nam ạ. À. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào anh trai ngồi bên đó và em chào các khán giả trường quay ạ. Em tên là Hà Thị Minh Hồng, em sinh năm 1989, sinh ra và lớn lên ở Xuân Lộc, Đồng Nai và làm việc thì ở Sài Gòn ạ. Công việc cụ thể là như thế nào? Em là nhân viên sale qua điện thoại đó chị. Tuổi tác thấy vậy có ổn không? Dạ, em thì nhỏ hơn 2 tuổi cũng được, nhưng mà em không thích bạn trai đẹp trai hơi quá. Hả? Kỳ vậy? Lý do? Dạ, tại em sợ bạn, thường thường bạn trai mà đẹp trai á chị là hơi bị ấy ấy á chị. Hả? Ủa hơi ấy ấy là hơi sao? Dạ, hơi ấy là hơi không có được đàn ông á chị. Bên kia có ấy ấy không? Dạ không chị ơi. Vậy là không có đẹp trai đúng không? Dạ. Đâu phải ai đẹp trai cũng ấy ấy đâu em. Dạ tại giờ đẹp trai là hay bị vậy lắm anh. Trời ơi, chết rồi. Vậy đó hả? Cái này là anh thấy cũng chưa đúng lắm á. Vậy là cái chính là em sợ cái chủ ấy 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 á, phải không? Dạ đúng rồi. Rồi chị, một chút xíu nữa chị sẽ kiểm tra cái ấy 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 giùm em nha. Dạ, kiểm tra coi sao. Người ta nghĩ là những người mà làm bên cái ngành theo cái khía cạnh nghệ thuật á thì những người đó là có hơi vấn đề ấy ấy. À. Nhưng mà thật sự là em rất là chuẩn men ạ. Có ai nói em ấy ấy chưa? Dạ cũng có nhiều người nói đó. Nhưng mà trời ơi. Vậy lấy cái gì để đảm bảo là em chuẩn men? Dạ em đã đi qua bộ đội trường 2 năm mà chị. Vậy dạ, là thì đảm bảo là chuẩn men đó hả? Dạ. Rồi bạn gái, bạn hãy cho biết ưu điểm và khuyết điểm của bạn là gì? Bạn bè nhận xét của em á, thì em mà muốn tìm ưu điểm của em á, thì giống như mò kim đáy bể vậy đó anh. Trời ơi. Kiểu khó tìm thì cũng tìm ra. Em thấy ưu điểm nổi bật của em là em nấu món kho rất là ngon. Nhưng mà mấy món khác thì được liệt vào hàng là ăn được thôi. Về cứ kho đồ cho chồng ăn suốt vậy đó hả? Bữa kho cá, bữa kho thịt, rồi bữa kho rau, rồi bữa kho tép, rồi dạ, bữa kho dạ đủ thứ kho. Dạ không anh ơi, sẽ kết hợp với món luộc anh để cho nó giảm bớt lượng muối xuống anh. Ngoài ra còn gì nữa không em? Dạ, được cái là em sống rất là nhiệt tình với bạn bè. Khi mà em tốt bụng thì em cũng cực kỳ là tốt luôn. Nhưng mà đến khi mà em khó chịu, mà em không tốt bụng thì cũng không may hơn em hết. Mày có nghĩa là em xấu bụng lắm á hả? Dạ, đôi lúc thỉnh thoảng. Trời đất ơi, sao em nói thiện nghe. Thiện thì cũng thiện lắm, mà ác thì cũng ác lắm hả? Nghe sao thấy ghê quá vậy? Rồi, cái đó là điểm mạnh đó hả em? Dạ. Vậy còn cái điểm yếu? Điểm yếu của em á là em mặc dù mà tuổi càng ngày càng lớn á, nhưng mà em lại ham chơi. Thỉnh thoảng mà em mà vui á, bạn bè rủ nhau đi là đi nhậu tới bến luôn. Trời ơi, nhậu nhiều không? Bạn tới đâu em tới đó thôi, chứ em cũng không biết tới đâu nữa. Dữ nhất là mấy chai là xỉn. Em uống nhiều quá em cũng không nhớ là vậy, chắc cỡ thùng hay sao vậy. Cái gì? Một lần em uống một thùng? Không có một thùng nhiều người chị. Sức em uống được bằng mấy chai? Chắc cỡ là 5-6 chai vậy thôi chị. Thiệt không? Thôi cái đó mà gọi là tới bến cái gì thôi, tôi không tin cô này đâu. Em mà nói bạn trai đi tới đâu em đi tới đó là không phải thùng đâu, chắc dữ lắm rồi. Chết anh lên. Em cũng hiền lắm anh ơi, bạn bè nhận xét rất là hiền lành, tốt bụng anh. Dạ, còn em trai? Dạ thì đặc biệt là tự rất là tự tin trước đám đông. Đúng rồi. Dạ, còn cái nhược điểm của em là sợ côn trùng và sợ độ cao. Ví dụ như là những con giun đất hay con sâu rồi thì em sợ. À. Dạ. Con trai mà sợ con sâu. Buồn buồn mình kiếm cái gì mình vẫn giận á, mình không nghe lời mình lấy con sâu mình quăng vô chơi. Anh có sợ cái khác không anh? Không, anh chỉ sợ về vấn đề mà thứ nhất là độ cao với côn trùng thôi em, còn những vấn đề khác thì anh không, em không phải lo. Sâu thì em sợ nên chắc này em không nhát được anh rồi. Anh thấy mấy chàng trai mà vừa hớt tóc mà vừa hát nghêu ngao để cho khách là nghe đó, em có vậy không em? Cũng thỉnh thoảng và đôi khi. Đâu thử bây giờ em vậy hớt tóc em hát anh nghe thử đi. Em đi thi tiếng hát trường năm 2012. Đợt đó là đóng có 5 người. Em đóng trong vai tin sách và có bà Trưng bà Chắc nữa. Bà Trưng bà Triệu anh. Bà Trưng bà Chắc đâu ra.
giờ cái con vòng cổ đó mẹ mà đồi của em đã được vô vòng tứ kết á anh Linh. Rồi bây giờ vô coi vòng cổ đi ha. Phu nhân, phu nhân ơi, khăn trắng đêm nay sẽ làng chẳng can tâm sự, thì bá lấy ta từ của phu nhân sẽ được chỗ tình gian nghĩa. Đứng trên vàng quả thiêu, tôi nguyện làm mồi lửa đỏ cho thế bao người chiến sĩ hiên ngang không ngại bước ngoài hùng. Ủa nó nghe nè, sao chữ hùng nó rớt lại đằng sau vậy cưng? Cái đó là do cái nhạc sĩ sáng tác thôi, em cũng không có rõ lắm chị. Phải không? Tôi dạ, nhớ chữ hùng nó luôn một hơi chứ đâu mà nó rớt ra sao vậy? Ủa là em thi tiếng hát truyền hình luôn đó hả? Dạ em có thi tiếng hát truyền hình 12 chị. Rồi đậu vô được tới vòng nào? Dạ là em tới vô tứ kết tại thi ba tỉnh đó chị. Là Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Thơ, là lúc đó thì nói chung là em mới bị bật ra. Đáng lẽ vô vòng nữa nhưng mà giữa chừng đứt hơi nữa xuống. Em cũng nói thật với anh Quyền Linh với chị Cát Tường là em cũng theo học bên cao đẳng nghệ thuật ở trên Biên Hòa được 2 năm. Dạ bên thanh nhạc đó chị. Nhưng mà sau cái thời gian là tổ nghiệp không chọn em theo cái nghề và em vẫn đam mê nghệ thuật. Hiện tại là giờ em vẫn đi hát cho ví dụ như tù điểm hay show đó này kia đó. Vậy hả? Dạ. Có đi bộ đội nữa hả? Dạ em có đi trải qua bộ đội 2 năm. Trong đó là có học rèn luyện thân thể rồi tập thể lực dữ lắm phải không? Dạ có. Đâu hết tập thử rồi, hết tập thử rồi. Hôm nay tôi nghi lắm nha. Cũng thẳng thớm lắm mà sao nói chuyện quẹo qua quẹo lại vậy không biết. Rồi được rồi, khỏe không? Ổn không em? Ổn gì? Nhịp tim đập bình thường không? Dạ bình thường vậy. Nói chung cũng có anh kia cũng hết đất tới 30 cái mà anh ấy là vẫn ấy mà. Không dễ tôi thương. Tôi nghe hát lạ quá nên tôi tràn qua tôi coi thử. Nói chung là em trai rất là dễ thương ha. Dạ. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thật sự thì em có trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối tình rồi. Dạ. Vậy khẳng định đàn ông rồi, ngon lành. Không? Thì hồi đó là nói chung là em cũng còn trẻ quá, năm khoảng 21 tuổi anh Linh. Giờ sau thì em mới quyết định em đăng ký đi bộ đội anh. Sau 2 năm trong quân ngũ thì giờ con người em thấy em trưởng thành hơn rất là nhiều. Cứng cáp lên nhiều ha. Dạ. Bây giờ là có thể lấy vợ chưa? Dạ được anh. Có thể lo cho vợ chưa? Dạ được. Anh sẽ qua xem đàn gái thế nào dạ. Nha. Em chào. Ủa, anh. Chào em gái. Nãy giờ em nghe chàng trai nói bên đây em cảm nhận ảnh thế nào? Dạ em thì nghĩ là ảnh cũng suy nghĩ chín chắn về vấn đề là tìm một người về chung một nhà rồi. Nhưng mà không biết ảnh có bị ấy ấy không chứ bình thường nữa là mê tình không? Em ơi, nói chung là em cứ tin anh đi, anh không có gì đâu. Bây giờ em muốn thử cái gì cho biết không ấy ấy nè. Em muốn thử cái gì? Xíu ấy hay không, em tự kiểm tra. Bây giờ em nói anh Linh nghe về cái tình trường của em đi. Tình trường là em là cao thủ rồi anh. Chắc chắn là không ai qua em đâu anh. Ghê. Nhưng mà em chưa nói hết mà, em còn khúc sau nữa chị. À rồi, khúc dạ, sau. Nhưng mà về cái khoản là yêu đơn phương. À, yêu đơn phương với vị người ta từ chối không à, chứ không có được thành công. Trời, không nghiệp kỳ vậy, ai mà cô gái cá tính dễ thương thế này mà ai đâu, tại em không nói thôi chứ nói người ta chạy theo nườm nượp dạ, liền. Em hay mơ mộng lắm chị, em sống hơi phi thực tế chút xíu. Em mơ lúc nào cũng có một mối tình khắc cốt ghi tâm dạng dạng như vậy đó chị. Kiểu như trong phim vậy đó. Kiểu trong phim đó chị. Nhưng mà đến giờ vẫn cần tôi xếp vô cái là độc thân bình vững đó chị. Yên tâm, em sẽ có mối tình khắc cốt ghi tâm ở tại nơi đây ha. Với ấy ấy bên kia. Ấy ấy của em. Bây giờ em muốn tìm một chàng trai như thế nào? Không quá đẹp trai rồi. Là rồi, chắc chắn. Không ấy ấy đúng không? Dạ đúng rồi, không ấy ấy. Rồi. Chắc chắn là không ấy ấy là lên. Thứ hai nữa là bạn đó có một cái nghề nghiệp ổn định, có khả năng lo cho một gia đình. Thì nãy giờ thì nói lo được hết á, lo cho vợ, lo cho con được luôn anh nè. Dạ, ổn định rồi. Dạ cái đó vậy là ok lắm rồi. Rồi dáng dốc sao rồi, dạ, cao thì thấp bạn á cao một xíu, khoảng tầm 1m65 trở lên. Được không? Em nếu 61 à lên. 61. Lùng hơn rồi. Thiếu chút xíu anh. Với lại đi guốc lên. Ý quên. Em đi, cao nhiêu? Đi giày chứ dạ, em 1m62. Em 1m62. Dạ. Rồi. Với lại em thích mang giày cao gót, hỏi bạn đó đi chung với em, bạn đó có ngại không anh? Không có gì không đâu, có bắt đâu. Qua bắt ghế thôi em, không sao hết. Không sao. Rồi, vậy được ha. Không có điều gì dạ. Không thích nữa người con trai. Ừng keo kiệt quá. Gia không. Trưởng. Bạn mới đi thoáng. À, không keo kiệt, không gia trưởng đâu em ơi. Dạ với lại bạn đó phải lãng mạn với gia lăng tí xíu. Cái này quan trọng, có lãng mạn không? Không, cái vấn đề lãng mạn là em rất là ưa chuộng vấn đề đó. Có một kế hoạch lãng mạn gì với sự yêu thích lãng mạn của bạn gái không? Nắm tay với bạn tung tăng đi giữa rừng hoa hoặc là như thế nào đó. Nói chung là em rất là lãng mạn. Nắm tay đi tung tăng giữa rừng hoa vậy hả? Đó, chị thấy vậy cũng giống trong phim đó em. Dạ cái này nó em thích lãng mạn hơn xíu, ngoài cái nắm tay còn gì nữa không? Mưa anh? Mưa tổ chức ăn cơm dưới trời mưa đi. Cho nó lãng mạn. Thôi được rồi, bây giờ mình lấy thêm ý kiến của người thân đi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ và em trai ạ.
Dạ chào cô. Dạ con chào bác. Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Dạ xin chào quý vị khán giả trường quay. Dạ cô xin chào cháu. Dạ. Nãy giờ cháu nói thì cô nghe cháu cũng có điểm, cô cũng ưng ý, cũng là chung một tỉnh với nhau, cũng dễ tìm hiểu với nhau. Dạ. Thì cô thấy con là cũng cô chấm rồi đó, nhưng mà thì không biết là con gái cô như thế nào. Dạ. Thì nếu mà cô mong là sau chương trình hò hẹn này hai con đến được với nhau thì cô rất mừng. Dạ. Dạ, cảm ơn bà. Cô. Em trai đi với ai? Dạ em đi với ba anh rể và một chị gái ạ. Cho em gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Chị. Và bạn gái trên kia và tất cả mọi người có mặt trong trường quay hôm nay. Dạ em chào chị. Theo chị nhận xét á, thì bạn gái bên này thì chị thấy cũng dễ thương. Chị mong rằng sau chương trình này thì hai em sẽ cho nhau một cơ hội để mà có thể tiến xa hơn. Dạ rồi cảm ơn chị. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Bắt đầu. Anh chào em. Anh có món quà tặng em. Dạ em chào anh. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Dạ anh, em tặng anh một cây xương rồng. Nếu mà em giống cây xương rồng vậy á, anh có ôm em không? Rất ôm em. Tuy là cái xương rồng nó không có nước nhưng mà anh sẽ truyền nước vào anh, vậy. Anh nó có gai anh. Vậy anh có sợ gai không anh? Không em. Không sợ gai, vậy em tặng anh. Rồi cảm ơn em. Khi mà mở cái rèm ra thì anh thấy em rất là xinh. Dạ cảm ơn. Em nhìn anh thấy anh như thế nào? Dạ thì em nhìn anh gương mặt rất là phúc hậu và em mến. À, cảm ơn em. Mà nhìn sơ qua ngoại hình, nếu được chơi xuống dưới thì em thấy cũng không mấy ấy, cũng chuẩn men ạ. Không, cái vấn đề đó thì anh ấy em nói chung đừng lo, tại sinh ra là anh trong cái máu đó rồi, cái máu có nghệ thuật trong người rồi. Đó nên nói chung là em không phải lo. Anh hồi nãy á, em thấy anh bởi hình như hết đất đúng không anh? Nãy em ngồi đây tươi dưới bức tường cái em không có thấy được. Thì anh thích lại cho em coi được không? Đó rồi kìa. Tội nghiệp nhỏ không? Lại hết 11 cái rồi đó. Sao ụp mặt xuống đó luôn đi. Thôi vậy được rồi anh ơi. Trời ơi, thấy không? Khuyến mãi luôn thấy chưa? Tặng em cả luôn. Mấy cô gái thích đàn ông hít đất dữ vậy ta? Em muốn hỏi anh một điều là anh sinh năm 91 đúng không? À, anh năm nay anh sinh năm 91, năm nay anh 27 tuổi. Anh có ý định nghiêm túc về vấn đề hôn nhân chưa? Khi mà anh đăng ký lên đây á thì nó không phải mình để lên chương trình truyền hình này để mình được mình lên TV hay cái gì á. Nói chung khi anh lên này là anh nghiêm túc. Thì trước giờ em toàn là yêu đơn phương không anh? Hai người mà cùng yêu đương với nhau thì em cũng chưa có. Vậy anh nếu mà hẹn hò thì anh sao anh? Cổ rất thích lãng mạn đó. Thí dụ lần đầu gặp gỡ, tổ chức sinh nhật cô ấy, em sẽ tổ chức thế nào cho nó lãng mạn cho cổ thích nào? Ví dụ như là anh sẽ làm một ví dụ cái mướn một cái khán phòng hay là chỗ nào đó. Đó là anh sẽ có bày đồ, những đồ trang trí đó, sinh nhật đồ trong đó đó, rồi có những cái sự lãng mạn nào đó. Nói chung là ví dụ một cái trái tim đó, đó. Cụ thể trước mắt là bây giờ hồi nãy nói hát cái gì mà hát cho cổ nghe đó. Dạ, bây giờ em làm hát xong nhưng mà em phải sao đó, em biên tự biên tự diễn sao mà cho nó lãng mạn coi như là bài hát em dành riêng cho cổ. Đứng lên đàng hoàng nó. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thân mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, làm vợ anh nhé. Tức là giờ em hơi bị đau hồng, thế em không lên được con cảm giúp mẹ. Do những cái ngày trước á, em nói chung là em đã hát đi hát quá nhiều đi nên em không còn giữ được cái giọng của em nữa. Đúng ra cái câu mà làm vợ anh nhé thì phải tập trung hết sức mình, lấy hơi này kia. Cái làm vợ anh nhé là cố gắng lắm mà. Anh hỏi là vợ anh nhé là em đồng ý mà anh chưa nhé nữa nên thôi tôi rút lại. Bây giờ lại câu cuối là ráng hết sức bình sinh. Đúng là câu cuối lấy, thôi. Lấy bắt hơi đàng hoàng chuẩn bị. Làm vợ anh nhé để cho người ta. Trước đó câu quan trọng nghe rõ cái làm vợ em anh nhé nha. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Wow, wow.
dù mãi mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối buồn vui rất có. Đúng, anh luôn luôn thông cảm với em tại em. Không dễ thương mà. Nó thấy lãng mạn lắm rồi. Cố gắng lắm rồi, phải không? Rồi cố gắng hết sức rồi. À, nhưng bữa nay nó hơi hồi hộp thôi. Có nghĩa lúc đầu á là làm vợ anh nhé là nó có trục trặc. Mà nếu bây giờ vượt qua được cái làm vợ anh nhé rồi mà tới cái đoạn anh dắt lối là coi như anh dắt không được là em phải dắt. Nó lại vậy đó. Thôi nói chung là dễ thương lắm. Anh thấy thích hai đứa đó nha. Hai đứa dễ thương lắm á. Rồi chúng ta suy nghĩ thật kỹ nha. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Cô bấm cái gì nữa? Hồi nãy tôi chưa đếm là cô đã bấm rồi. Em thử chị. Thử nữa. Trời đất ơi, bấm thử. Rồi. Ta chưa đếm được mà đó. Bấm. Sợ bấm không đúng hả? Thôi xin phép các bác gái con được cầm tay em. Nắm tay đi. Đó giờ yêu đơn phương không cho nên giờ sợ quá hả? Nên là bấm đại hả? Xin bác gái được hôn cô ấy. Cô chưa hôn ấy, chưa yêu đó. À, con xin bác gái con được hôn rồi. Đó, bác gái gật đầu luôn rồi đó. Trời ơi, nó xin bác gái cho con hôn bác gái chưa gật đầu, nó hôn trước rồi. Bác gái mới gật đầu. Rồi cô này cũng tài lanh tài lẹt nữa, mình phải lùng xuống cho ta hôn chi vậy? Dạ. Ông mới bắt ghế lên ông hôn chứ. Em thấy anh cũng run quá nên là em nhúng xuống cho anh hôn cho nó dễ vậy. Giờ vô làm vợ anh nhé đi nè, 2, 3 Chắc mình tạm tới đây ha. Cảm ơn bạn, xin lỗi. Ủa rồi mình không có tặng lại hả? Cơ. Dạ. Trắng thì nói, vẫn thích hơn. Trắng thích hơn bởi vì em nói cầu được ước thấy mà. Kìa là dư sức luôn. Phải nói là dư sức dư xăng mà vượt chỉ tiêu của em luôn, nói cho em biết. Anh đếp đi. Mời nhà trai. Rồi, nhà gái mình giới thiệu một chút về bản thân nào. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào khán giả xem đài. Chào bạn nam bên kia. Rung quá hả? Dạ. Không có gì rung hết á. Cưng tên gì nào? Em tên là Lê Thị Bảo Ngọc. Năm nay 29 tuổi. Đang Bảo là Ngọc hả? Dạ. Đang là điều dưỡng nha khoa. Hiện đang sinh sống ở Sài Gòn. Mời về nhà trai. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Anh Huy. Sinh năm 93. Quê quán ở Tiền Giang, hiện tại đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Tiền Giang huyện nào? Ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Chợ Gạo, rồi. Dạ. Yeah. Mình làm công việc gì? Hiện tại em là đang kinh doanh tự do ạ. Về mảng cà phê. Cái gì? Cà phê rang xay ạ. À, mình bán ở đâu? Hiện tại là em làm ở chính ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Ở chính là ở quận 9 luôn. Quận 9 luôn? Dạ. Yeah. Một người Phú Nhuận, người ở quận 9. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì em trai? Ưu điểm của em là người vui vẻ, tính tình thẳng thắn, thật thà. Rồi cũng có tính tự lập, biết lắng nghe, biết chia sẻ. Khuyết điểm? Khuyết điểm thì em hơi bừa bộn một xíu. Bừa bộn, trai mà bừa bộn sao chứ. Sao không sao được, ai cũng phải gọn gàng hết cưng ha. Ơi, đâu phải lúc nào cũng gọn gàng đâu. Kỳ cục. Có lúc bừa bộn, có lúc gọn gàng. Đúng rồi. Chứ không phải là lúc nào cũng vậy. Có lúc trên cao, có lúc dưới thấp. Có lúc trên cao, có lúc dưới thấp. Trời ơi, phải gọn gàng chứ, mai mốt còn phụ vợ, với lại nhiều khi con cái vô mình phải làm gương cho con chứ bộ. Không được đâu. Trời, ông nó bởi vì ông dễ dãi quá Linh à. Mình nói cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi, đừng có nói là bừa bộn nữa là tôi xỉu liền nha. Dạ, ưu điểm thì em khá vui vẻ, khá lạc quan. Biết lắng nghe, chăm sóc và nói chung là thích nấu ăn. Dạ, thích rồi. Nấu ăn may vá. Rồi còn khuyết điểm của mình? Dạ, khuyết điểm thì mau quên. Mau quên thôi. Dạ. Có gọn gàng không? Dạ, cũng hên xui. Hên xui kìa, trời ơi. Hên xui. Giống như bên kia y chang luôn đó Linh à. Nó có mấy mối tình rồi vậy? Dạ, có một ạ. Có một mối tình. Dạ. Kéo dài bao nhiêu năm? Dạ chỉ có vài tháng thôi. Vài tháng thôi, cách đây bao lâu rồi cưng? Dạ, 2 năm rồi. 2 năm rồi, lý do sao chia tay? Kiểu như quen xa với lại kiểu như cũng không hợp nhau cho nên chia tay ạ. Vậy đó, mà có vài tháng thôi. Dạ. Mà chừng đó năm rồi. Chừng đó năm rồi mà chưa có người yêu mới luôn. Bởi vì em cũng khá bận. Dạ, bởi vì trước đó là nói chung là bận từ 5 giờ cho tới 9, 10 giờ đêm lận. Cho nên là cũng không có thời gian quen ai. Rồi, hy vọng là hôm nay là mình sẽ bước sang một trang mới ha. Dạ. Bên kia làm sao ạ?
Mình có mấy mối tình rồi, nói cho nhà gái biết đi. Dạ em có là một mối tình chính thức thôi. Là cũng là bạn đó cũng cùng quê, gặp nhau qua cuộc đi chơi với người bạn, rồi mình thấy mình cũng như hợp nhau á, mình tìm hiểu nhau. Bao lâu? Khoảng hơn một năm. Hơn năm. Dạ. Rồi sao chị? Xong rồi thì trong quá trình tìm hiểu thì cũng có những mâu thuẫn rồi thấy không hợp nhau nên chia tay nhau. Bên kia là yêu xa, bên đây là yêu gần. Nói chung là xa gần gì mà không có đủ tình yêu không lớn thì không bao giờ đến nhau được. Đúng tóm rồi. Là có duyên có nợ, có đủ cái lớn tình yêu thì ở đâu ta cũng yêu nhau cả. Ngay cả gần mình không đủ duyên nợ cũng chia tay đúng không? Thôi bây giờ mình sẽ tướng tới tương lai. Đúng rồi. Bây giờ bạn gái bên kia muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào em gái? Dạ miễn sao cao và to em được rồi. Cao to em hả? Dạ. Em cao mét nhiêu? Dạ mét 55. Mét 55 dạ. Rồi. Rồi yên tâm. Rồi tính tình thì như thế nào? Nói chung là hiền một xíu, trưởng thành một xíu, với lại biết chia sẻ cho em. Ví dụ như trong cuộc sống có gì thì chia sẻ hết. Rồi có cần phải đẹp trai giống ai không? Dạ không, em nhìn thấy được là được. Để trưởng thành được xíu không đúng không? Dạ vâng. Trưởng thành xíu bên đây, trưởng thành hơn xíu được không? Dạ được. Đây cũng chững chạc lắm rồi nha. Qua chị coi thử. Coi dạ bên đây đi. Đó. Trời. Em chào chị. Phong độ dạ. Nha. Yên tâm đi, bên đây người ta cao lắm. Em cao mét nhiêu em? Khoảng 1m7 hay gì. Trời ơi, tới 1m7 là. Dạ. Đó, mình yên tâm đi, mình chững chạc dạ hơn xíu nè. Cái chỉ tiêu của em nó cũng không phải là cao lắm ha. Dạ. Ừ. Rồi còn mình thì sao? Cái tiêu chí của mình, cái mong muốn của mình với người bạn gái như thế nào cưng? Tính tình thì hiền lành. Hiền lành. Thấy bé này quá hiền luôn á. Quá hiền. Hiền dạ quá trời hiền luôn á. Hiền quá tốt. Ừ. Cũng chịu chia sẻ với nhau. Chứ đừng có là giữ hết trong lòng. Thì cũng biết một xíu về nội trợ và gia đình. Nội trợ gia đình biết không cưng? Dạ biết ạ. Biết. Dạ. Rồi, còn cái ngoại hình thì như thế nào? Em thích mẫu người tóc, để tóc dài. Yên như xinh xắn xíu là được. Xinh xắn xíu mà hơn xíu thì sao? Xíu thì quá tốt vậy. Quá tốt đúng không? Đó. Nước da em muốn trắng hay là nâu nâu? Da thì sao cũng được chị. Sao cũng được phải không? Thì mà ở trong mát riết thì nó cũng trắng thôi chứ không sao anh. Hả? Bây giờ có nâu nâu thì ở trong mát riết thì nó cũng trắng. Anh Quyền Lên anh ở trong nắng anh cũng vậy. Anh không bao giờ trắng được. Nói cho em biết điều đó. Anh bị chiếu đèn nhiều quá nên ngày nào cũng chiếu đèn hết trơn. Tôi ngày nào cũng chiếu đèn, lý do gì tại sao tôi trắng? Tại vì nó xài son phấn nhiều quá đó. Mắc cười quá, tay chân mà xài son phấn hả? Bởi vì em phải xác định là em thích da trắng hay là da nâu. Thì chị sẽ bật mí cho em biết. Thì em nói trắng thì cũng thích hơn. Trắng thích hơn, bởi vì em nói cầu được ước thấy mà. Như là dư sức luôn rồi. Phải nói là dư sức, dư xăng mà vượt chỉ tiêu của em luôn. Nói cho em biết, hôm nay em đi với ai? Dạ em thì em làm có một mình, em chỉ đi một mình không. Trời ơi, vậy là bên đó là phải đại diện rồi. Để tôi lo Linh cho với đại diện rồi. Bên đàn trai tôi dân Linh Tiền Giang. Linh nói cảm xúc về bên nhà gái cho bạn trai nghe đi. Một cô gái rất là xinh xắn, giọng nói nhẹ nhàng, quyến rũ nha. Giọng nói đặc trưng dễ nhớ ha. Và một nước cái da, đôi mắt to, nước da trắng ha. Đó. Tóc nó có màu khác khác đen chút xíu. Nhưng mà là ngang vai đúng ngang không? Ngang vai. Nói chung một gương mặt rất là có hậu, phúc hậu đó. Đúng. Yeah. Và cơ hội của hôm nay, của ngày hôm nay của em mà em không chụp được đó là do em đó, nghe không? Đó. Dạ, cái này em cứ cố gắng. Mình gái đi dai vậy. Em mới vào Đà Nẵng vào cho nên là cũng chưa sắp xếp được. Mới Đà Nẵng vào cho nên là cũng là bên đây là cái người đại diện luôn. Rồi. Và tôi cũng nói cho nhà gái biết là một chàng trai này là một người dáng người chắc, roi roi, cao. Và một người đàn ông là có một khuôn mặt rất là nam tính. Và có cảm giác là bạn này là một người gọi là không phải là người mà hay nói nhiều, mà là một cái người mà hướng nội một chút xíu. Một người hiền lành luôn. Hiền lành và hướng nội. Đó, thì theo chị thì là hai đứa đã đến đây giống như là một cái duyên. Thì thôi thì cho nhau một cơ hội nha. Đó, và xin hết đó. Mở ra. Rồi, hai đứa thấy hợp nhau lắm đó. Mình mở rào mình nói chuyện nhau chút đi. Nếu mà thấy được, cảm nhận đây là một nửa yêu thương của mình nên bấm nút. Anh thấy vậy nha. Yeah. Rồi mở rào. Bước qua luôn. Kìa em đứng lên. Chào, nhận chào quà anh. Nào mình có một món quà mình tặng bạn. Dạ em cảm ơn. Để hoa đây. Mở quà bên đó trước đi. Đây là cái túi thơm.
À, dạ. Trong đó có cà phê là mình làm, là mình làm bên cà phê. Dạ. Còn đây là cuốn sách là mình thật sự là mình cũng không có hay đọc sách lắm, mà ngẫu nhiên mình thấy một cái cuốn sách này nó cái tựa đề nó rất là hay, à, cũng nhắn gửi cho bạn như cái lời của tựa sách là mình sống thật với bản thân mình và sẽ hạnh phúc sẽ đến với bạn. Dạ, anh với em đi sao bạn bè nó khách sáo quá cưng, anh với em. Dạ cảm ơn. Rồi hai đứa làm như mua quà chung chỗ hay sao vậy? Em thấy cũng bất ngờ. Mua chung chỗ cái hộp y chang à Linh. Hồi đấy dạ, rồi cảm ơn bạn. Mình sẽ phép mở ra ha. Dạ. Đừng nói tặng cà phê nữa. Dạ, cái này em tặng anh bộ sản phẩm về răng miệng. À. Dạ. Nói chung là tặng này tặng vậy thôi, chứ còn ví dụ như cái phương pháp đánh răng và cách dùng chỉ tơ các kiểu thì có thể hướng dẫn sau ạ. À, cảm ơn bạn nhiều. Dạ. Hướng dẫn dùng sao? Đánh răng thì em biết rồi. Em biết rồi đúng không? Thì bạn gái mới đánh răng đúng cách nữa đó. Yeah. Rồi hai người quay ra nói chuyện trực tiếp nào. Mình quay ra mình nói chuyện nào. Cảm nhận về nhau đi, coi nãy giờ anh Quỳ Linh với chị Hồng Vân nói đúng không? Thì cái ấn tượng đầu tiên thì thấy xinh xắn, cũng là dễ thương. Cũng như cái cách chia sẻ thì cái tính tình này mình cũng hơi tương đồng với nhau. Em có thấy có nhận xét gì không? Nói chung là ngoại hình thì ổn. Nói chung là thấy tính cũng khá giống nhau. Ừ. Dạ. Thấy tặng hai hộp quà thấy giống nhau là thấy tính cũng giống nhau rồi. Không, thật sự thì lúc mà mình chọn anh chọn cái hộp á, có thấy trên cái hộp nó có ghi cục câu á. Dạ. Là cái cuộc sống mình luôn ngọt ngào. Dạ. Và hy vọng có điều tốt lành luôn đến với mình. Dạ. Bây giờ nè, mình hẹn hò thế nào đó, bởi vì hai bạn là cách xa nhau. Nếu mà hẹn hò thì chắc mình sẽ sắp xếp. Có thể là mình có thể là đi ra được ngoài tới Đà Nẵng. Thì mình cũng hay đi nhiều nơi, cũng công việc cũng có do công việc và cũng do sở thích đi du lịch. Dạ, nhưng mà ở Đà Nẵng là quê em thôi. Còn em hiện đang ở Bình Thạnh. Bình Thạnh. Dạ. Là mình vô đây là bao lâu rồi ta? Dạ được hơn 2 tuần rồi. Là sao? Là mới làm ở đây 2 tuần thôi? Dạ, dạ mới làm ở đây. Nói chung là vừa đi học mà vừa đi làm. Là bạn, nãy mình nghe chưa rõ là bạn học về bên mình gì? Làm bên nha khoa. Nha khoa. Dạ. Hàng gì tặng răng miệng là hợp lý. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình có thể gặp nhau được thường xuyên. Thì hai mình cũng làm ở chung ở thành phố. Dạ. Hai đứa đang làm việc ở thành phố mà. Em đang ở Bình Thạnh. Nhưng mà em hơi bù đường. Không biết quận 9 ở đâu ta. Bình Thạnh trong... thì cũng gần quận 9. Thì qua cái cầu Sài Gòn một xíu là tới rồi. Dạ, nhà anh chị em cũng ở quận 9. Dạ. Bạn nam tới nắm tay bạn gái hát bài giao lưu cho nó nhẹ nhàng câu chuyện thôi. Hai đứa vẫn đang ngại ngùng đó. Đấy. Nắm hai tay nhìn vào mắt nhau. Thôi vậy mình cũng xin tặng một bài hát. Là bài Cathy. Dạ. Chiều nắng đường vắng, em với chúng tôi mấy người ngồi xuống chuyện vui. Ôi bao nhiêu điều muốn nói, nhưng đâu đó nụ cười vẫn chưa muộn phiền, ánh mắt sâu nỗi buồn xa xăm. Chuyện tình yêu dâng hờn mấy chốc để rồi nước mắt ấy cứ rơi. Và em hãy Cathy. Chắc mình tạm tới đây ha. Cảm ơn bạn, xin lỗi. Ủa rồi mình không có tặng lại hả? Dạ, dạ quay. Có qua có lại mới tọa lòng nhau bà, chứ. Cứ ngồi đó mình. Dạ, thấy ngồi để run hơn. Em nhìn anh, mình bật cười bên nhau, lắng nghe đàn chim đã về trên mái nhà. Một mai mình ra đi, hàm răng thưa, nụ cười thật nhìn, chúng ta sẽ về đâu hỡi anh. Nói chung là cũng quay lời. Hay mà. Mê nghề lắm, kiếm cái bài ca cũng phải có cái hàm răng ở trong. Dạ, cũng đam mê. Đó, hàm răng thưa nụ cười đó. Một giọng rất là đặc biệt đó. Thôi bây giờ thì mình hỏi nhau đi, trao đổi là những dự định sắp tới mình sẽ làm gì và một cái tương lai là khoảng bao lâu mình có thể kết hôn. Rồi bây giờ em đang học lên thêm nhỉ? Dạ. Là khoảng bao lâu nữa thì mình hoàn thành cái khóa học nhỉ? Dạ khoảng 1 năm thôi ạ. 1 năm hả? Dạ. Là mình dự định là làm luôn ở thành phố hay là mình về quê Đà Nẵng? Em đang suy nghĩ. Đang suy nghĩ. Dạ. Chắc phải có cái gì níu kéo mới ở lại. Dạ chắc phải. Bạn nam hãy nói cái cảm nhận tất cả những gì mình nãy giờ cuộc nói chuyện đó. Mình suy nghĩ thế nào mình nói hết.
ra cho cô gái biết đi. Mình nãy mình có nói là mình nói thẳng nha. Dạ. Nhưng mà có gì mình chỉ nói suy nghĩ trong lòng mình thôi nha. Dạ. Tại vì bạn thì thật sự là rất xinh, có học cao và có nghề nghiệp ổn định, dạ, tốt. Nhưng mà tại vì mình á là mình thích cái mẫu người á là hơi bằng tuổi mình hoặc là nhỏ hơn một xíu. Dạ. Cho nên mình cũng hơi ngại về cái tuổi á. Dạ. Nên mình chia sẻ thật. Ngại. À. Ủa là hai bạn này bằng tuổi hay là sao? Là em nhỏ hơn. Ủa em nhỏ hơn bạn này em hả? Sinh 93, bạn chắc 92. 92. À nhỏ hơn một tuổi hả? Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một. Trời ơi cái đó nó vô thế luôn rồi. À, nãy giờ anh thấy rằng hai bạn rất là hợp nhau nhiều thứ. Chính còn xác. Quan trọng là con tim có hợp hay không là chỉ các bạn mới biết thôi. Điều đó sẽ minh chứng bằng nút bấm. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Quyết định bằng trái tim của mình nha. Rồi, 1 2 3 hết thời gian. Tôi đã thấy có lẽ rằng chưa có duyên với nhau. Thật sự á, nếu như hai bạn mà tìm hiểu nhau, tôi nghĩ đây là một cặp đôi đẹp. Em cảm ơn. Đừng có ngại gì em trai. Mình có nhỏ tuổi hơn hay là gì cũng không quan trọng đâu. Quan trọng là cái người đối diện họ hợp với mình về tính cách, hợp về tất cả mọi thứ, tuổi không là gì cả ha. Và tôi tin chắc rằng có rất nhiều chàng trai sẽ bấm nút cho cô gái, rất nhiều cô gái sẽ bấm nút cho em trai. Cảm ơn. Cảm ơn hai em đã tham gia chương trình. Hy vọng chúng ta sẽ sớm tìm được một nửa mảnh ghép hợp với những cái gì mình đang hướng tới. Dạ. Mối tình thứ nhất của con á là bạn đó cũng bắt con phải đi xét nghiệm cho bằng được. Xét nghiệm cái gì con? Dạ, xét nghiệm HIV. Xét nghiệm HIV. Anh ơi, anh săn sale Shopee còn em săn sale Lazada vậy? Hai đứa mình mà hợp lại thì nhà mình còn gì không anh? Wow, còn chứ em. Dạ, do gia đình của con sinh sống, làm việc và học tập bên Nga. À. Và bố mẹ con dạy dỗ cũng tương đối là nghiêm. Con chú trọng việc học tập và việc nhà. Con chưa có mối tình nào ạ. Hả? Con chưa có mối tình nào luôn á hả? À, dạ chưa ạ. Dạ, nếu mà tính ra thì em cũng khoảng 3 á. Con có thể sử dụng thành thạo hai ngoại ngữ, tiếng Nga và tiếng Anh ạ. Tìm một bạn gái thì trung thủy nè, thì ngoại hình ưa nhìn xíu. Em cũng mong muốn là bạn đời của em sẽ thành thật và sẽ chia mọi công việc trong gia đình. Như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi đầu tiên bấm nút hẹn hò. Họ hiền quá, họ trong veo như những giọt sương mai vậy quý vị. Trong cuộc sống luôn luôn có những người như thế. Chúng ta cần có sự kết nối để họ có thể hạnh phúc hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Đây. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Rồi mời nhà trai giới thiệu về mình. Lời nói đầu tiên thì em xin gửi lời chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ, chào bạn gái bên kia và chào khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Khánh, 32 tuổi, quê ở Vĩnh Long. Hiện tại là đang làm bên sale bất động sản ở Bình Dương và hiện tại cũng ở Bình Dương luôn. Khánh 32 tuổi, quê Vĩnh Long, ở Bình Dương. Mời nhà gái giới thiệu về mình đi. Con xin chào cô chú và quý khán giả trong hội trường. Con tên là Đặng Kim Anh, năm nay 32 tuổi, sinh năm 88. Tại Hà Nội, con và gia đình sinh sống thời gian dài tại nước ngoài, sau đó là đã quyết định chọn thành phố Hồ Chí Minh là điểm sinh sống. Con tốt nghiệp dược sĩ và đang làm tại bệnh viện ở quận 5. Con tốt nghiệp dược sĩ hả? Dạ. Gia đình mình ở đâu? Gia đình con ở quận Tân Bình ạ. Tân Bình. Mình nói một chút ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi Khánh. Em thì làm bên sale á thì ưu điểm mình là dễ hòa đồng, cũng dễ tạo thiện cảm với người khác, cũng có thể là hơi nói nhiều một xíu. Rồi, còn khuyết điểm? Khuyết điểm của mình thì do hội trường đông quá thì nó hơi hồi hộp một xíu. Cái đó không phải khuyết điểm đâu, ai cũng bị cái đó cả. Khi ngủ thì hơi có ngáy một xíu. Ngủ ngáy hả? Hơi nhẹ. Ai cũng ngáy, nói chung là giờ cứ bự bự chút là ngáy rồi. Dạ. Không phải khuyết điểm luôn. Còn mình nói sơ một chút về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi con. Dạ, ưu điểm của con là con có thể sử dụng thành thạo hai ngoại ngữ. Rồi tiếng gì?
Tiếng Nga và tiếng Anh ạ. Tiếng Nga và tiếng Anh. Dạ, con cũng tương đối là lạc quan, sống rất là lành mạnh. Con thích các môn thể thao. Ví dụ như con thường xuyên đi tập gym và tập yoga và đi bơi và chạy. Ủa Kim Anh ơi, tiếng Anh thì mình dễ biết rồi, đó là ngôn ngữ mình phải học, còn sao mà biết tiếng Nga nữa? Dạ, do gia đình của con sinh sống, làm việc và học tập bên Nga. À, vậy à? Dạ, cũng gần 20 năm ạ. Hồi con còn rất là nhỏ, sau khi tốt nghiệp đại học thì gia đình con đã về Việt Nam cũng hơn 10 năm ạ. À, từ nhỏ đến lớn sống ở Nga đúng không? Dạ. Thì là nói tiếng Nga như tiếng Việt luôn đó. Dạ. Vậy thì cho cô biết luôn là con có mấy mối tình rồi? Dạ, con chưa có mối tình nào ạ. Hả? Con chưa có mối tình nào luôn á hả? Dạ chưa. Trời ơi, chứ thời gian ở bên Nga con không có quen bạn nào sao? Bố mẹ con dạy dỗ cũng tương đối là nghiêm. Con chú trọng việc học tập và việc nhà. Lúc đó thì con quá nhỏ nên chưa có để ý quan tâm đến cái việc tìm bạn trai. 33 tuổi mà chưa có mối tình nào cả. 32 32 tuổi. À dạ. Còn Khánh? Dạ, nếu mà tính ra thì em cũng khoảng 3 á. Khoảng 3 hả? Dạ, thời học sinh á thì cũng có yêu đơn phương. Rồi, học, dạ. Học sinh. Dạ, lên đại học thì cũng có lúc đầu là bạn thì cũng 1-2 năm gì đó. Rồi sau tìm hiểu rồi năm cuối á thì có nhiều dự định quá nên là không ấy nữa. Rồi. Rồi lúc mà đi làm á thì cũng có quen nhưng mà chắc không có nợ. Quen lâu không? Thì cũng là bạn thôi rồi. Dạ. Vậy cũng là bạn thôi mà. Bạn rồi cũng tìm hiểu nhưng mà thấy thì thôi thì nó cũng không chưa có mối tình nào sâu đậm hết. Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Con thì nó cũng đơn giản lắm, thì tìm một bạn gái thì chung thủy nè, thì ngoại hình ưa nhìn xíu, hợp tuổi xíu là được. Hợp tuổi? Dạ, dạ. Chào cưng. Cưng muốn hợp tuổi là tức là sinh năm bao nhiêu? 94 hoặc 92 hoặc 88. 88 là bên đây 1988 luôn nè. Mà chưa từng yêu luôn á. Dạ. Tinh khôi như là cái áo dài trắng cổ bận vậy đó, có áp lực không cưng? Dạ không. Không áp lực đúng không? Dạ bình thường. Có thể chịu trách nhiệm được đúng không? Dạ được. Khánh cũng đâu yêu nhiều đâu, cũng yêu mới chút chút là bạn rồi. Sao biểu 4 năm mối tình? Không có, có 3 mối nhưng mà giống như là bạn bè rồi yêu nhau có chưa tìm hiểu sơ sơ không được thì thôi à. Qua coi nhà gái coi học ở Nga 19 năm 20. Trời ơi, xin như cô gái Nga nha. Không, vẫn là cô gái Việt ạ. À, giờ hát bài tiếng Nga nghe coi. Ta nói là nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ thì con sẽ tặng bài hát đầy nụ cười. A tu lip ki grusne dzień svetli. A tu lip ki v nebe raduga prasnyotsya. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Tức là tôi nghe tôi không hiểu gì hết, mà tôi chỉ hiểu có một chữ là chibia thôi. Chibia là ya lub lu chibia đó. Yeah, là có cái yêu ở trong đó đó phải không? Gặp bạn gái là qua nói liền ya lub lu chibia. Là cái gì vậy? Thì nói đại gì đi. Là anh yêu em đó. Ya lub lu chibia. Dạ. Mình phải biết. Mình phải biết. Ya lub lu chibia. Ya lub lu chibia. Lu chibia. Ờ đó. Ya lub lu chibia. Và Lulu Chibia. Đó. Bây giờ cưng muốn cái người bạn trai của mình như thế nào? Dạ con mong muốn là bạn đấy mặt ưa nhìn, hiền lành và cũng nam tính, càng cao càng tốt. Bến cao nhiêu? Cỡ 70 đổ lại. Mét 70 phải không? Có nam tính không anh? Nam tính đúng không? Mà. Nhanh nhẹn, tính hóm hỉnh. Con ghét đàn ông điều gì nhất? Có những tật xấu như là hút thuốc lá, bia rượu, quá đà, cờ bạc, cầm giam. Cầm giam. Đàn ông mà cầm giam là mệt lắm luôn á. Có những điều đó không Khánh? Này hút thuốc thì em không có rồi đó. Còn ví dụ như bia rượu thì cũng có xã giao mà tiếp khách hàng á. Nên là còn mấy kia có không? Cầm giam có không? Không. Vậy tốt rồi. Thôi mình để người nhà góp ý kiến đi. Đúng rồi. Con đi với ai vậy? Dạ con đi với mẹ và bạn đồng nghiệp cũ ạ. Là em là bạn đó đúng không? À con dạ bạn. Ừ. Con muốn bạn nói hay mẹ nói? À, dạ bạn con nói. Ờ à, bạn mời bạn. Chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh, chào tất cả các bạn. À, em là bạn của chị Kim Anh ạ. À. À, theo em nhận xét về phía bạn trai bên đây thì anh cao ráo, cũng hiền lành. Do chắc anh làm môi trường xe bất động sản thì có vẻ anh có hơi hoạt bát. Nếu mà chị thấy được á thì mình cho nhau cơ hội tìm hiểu rồi. Ok rồi, rồi bên rồi. Đây em đi với ai?
Khánh đi với ai vậy? Dạ em đi với cha với chị họ. Cha luôn ha. Dạ. Xin chào anh Nguyễn Linh ạ. À. Xin chào chị Hồng Giang ạ. Chào quý vị khán giả trong trường dây ạ. À. Tôi là cha Nguyễn Văn Khánh ạ. À. Thì nhận xét của cha thì thấy con bé cũng dễ thương, cũng hòa đồng. Cha cũng cảm ơn chương trình đã giúp cho tạo điều kiện cho hai đứa trẻ được gặp mặt nhau để tìm hiểu nhau. Con chị đâu? Chị đâu cha? Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, con chào chương trình. Con là chị họ của Khánh. Về phần của Khánh á, thì con thấy á, Khánh công việc ở ngoài là Khánh rất là hoạt bát, năng động, nhưng mà không có biết làm việc nhà. Còn về bạn nữ thì con thấy bạn rất là dễ thương, con nghĩ là sẽ hợp với Khánh. Nên là con mong là hai bạn sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu với nhau. Dạ con xin hết. Cảm ơn nhà trai. Bây giờ mở rào. Mở rào đi. Bắt đầu việc của mình nha Khánh nha. Lệnh dạ. Chinh phục. Em xin cảm ơn anh ạ. Có chút quà cho anh, mong anh luôn giữ gìn sức khỏe. Thì đây là cái combo chống dịch là khẩu trang vitamin khử khuẩn với lại số ghi chép có thể là anh sử dụng trong công việc hoặc là anh ghi các tâm tư của anh trong đây. Rồi anh cảm ơn em. Thôi quay lại đó, đối diện đi, đang ngồi đối diện nói chuyện nè. Khánh nhớ câu gì không? Yalulu chibia. Спасибо. Спасибо là cảm ơn á. Dạ, không biết. Rồi Khánh về chỗ ngồi đi nào. Hai bạn có thể cảm nhận về nhau về lần đầu tiên gặp mặt đó. Dạ thì em thấy bạn gái cũng dễ thương. Lần đầu là em thấy cũng được. Nhìn giống như là đóa quỳnh hương vậy đó. Dạ. Thì không biết là em thấy anh sao? Anh thấy anh mặt cũng dễ thương, hiền. Em có thích trai miền Nam không? Trai miền Nam thì em thấy rất là nhẹ nhàng. Thực ra em cũng chưa hẹn hò trai miền Nam hả? Em chỉ có tiếp xúc cùng bạn bè thì em thấy là nói chuyện rất là nhẹ nhàng, dễ mến. Rất thật là thà chất phát, thật đúng thà không? Chất phát ạ. Ừ. Dạ. Em ở sống ở thành phố à? Dạ em sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Anh Khánh anh gặp cái là anh hết hồn liền, coi như anh không còn cái hoạt bát của sale bất động sản nữa. Anh hơi bị quýu rồi đó, đúng không? Dạ, dạ. Lên đây hơi bạn lĩnh lên coi nè anh, bạn lĩnh lên coi nè anh Khánh ơi. Hỏi em đâu nè, hẹn tuần mấy lần gì đó, sở thì thích ta... em là gì? Không biết là em thích nhất là cái gì à? Em cũng thích các hoạt động thể thao. Thì mình có thể đi đánh cầu lông, đi bơi, đi chạy cũng được. Sao không có một cái cặp nào thì... nói là thích đi coi kịch ha? Trời ơi, không, ta có nhà tài trợ. Thích có thịt ma. Ừ, cái nhà tài trợ bự, thiệt là bự, ngồi sau lưng mà không một người nào nói thích đi coi kịch. Thiệt giận ghê luôn. Vậy là em thích... Phim ảnh, thịt ma thích... cũng thích. Thế anh thích gì ạ? Anh thì thích đi du lịch nè, hoặc là đi xem phim. Nói chung là cũng thích đi lắm. Hẹn hò thì cũng dễ lắm, điều quan trọng là ở em thôi. Trong tuần ví dụ như khi nào em rảnh, ví dụ như là thời điểm nào mình có thể đi được. Dạ, cho em xin hỏi quan điểm về tình yêu cũng như là về gia đình của anh ạ. Tại vì môi trường của anh là làm bên kinh doanh á, thì em cần cái sự là ví dụ như là tin tưởng lẫn nhau. Tại vì nhiều lúc thì anh phải đi tiếp khách hàng này kia, nhiều bạn nữ người ta nghĩ là tiếp khách hàng lâu á thì sợ này kia, em cần cái sự chung thủy trong đó. Chủ yếu là vậy thôi. Đối với em thì cũng tương tự như vậy, chung thủy là cái tối thiểu rồi. Ngoài ra thì em cũng mong muốn là bạn đời của em sẽ thành thật và sẽ chia mọi công việc trong gia đình. Khoảng bao lâu thì em có thể nghĩ đến việc kết hôn? Nếu mà tình yêu đủ lớn á, thì mọi việc suôn sẻ thì em dự tính khi nào? Nếu mà suôn sẻ mọi việc thì không nói về thời gian được, nhưng mà trước mắt thì cũng chắc là phải có thời gian để tìm hiểu nhau. Tại vì cũng mới gặp thì em nghĩ là thời gian của em là cỡ nửa năm. Bây giờ cũng lớn tuổi rồi mà chưa có biết yêu đương là như thế nào cả, cho nên rằng là trong nửa năm đó là Khánh phải làm việc gấp đôi gấp ba những cái mối tình bình thường khác. Bạn gái cần mọi lúc mọi nơi là mình phải có mặt. Không cần cũng có mặt luôn, trồng luôn cây si trước cửa nhà luôn. Được không Khánh? Dạ được. Được đó, em bước tới nắm tay Kim Anh á. Rồi Khánh có thể hát một bài nào đó để tặng Kim Anh. Không biết hát gì luôn. Kệ, hát gì cũng được. Thì bài bất động sản gì đó, đất lên đất xuống gì đó. Ở miền Tây á thì chủ yếu hát chân ca thôi. Chứ... Rồi dân ca giọng cổ cũng được cho nó lạ. Ngoài đồng còn đám mạ non, ruộng sâu chứa cấy mà em đi lấy chồng. Mai rồi ai sẽ giận công, cùng anh tát nước bè bờ hỡi em. Bây giờ Khánh hay hỏi
một câu gì đó, mình sẽ tiến hành bấm nút ha. Hay Khánh có thể nói tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện. Đến với chương trình này á, là cũng là một cái cơ hội tìm hiểu nhau. Trên đất nước Việt Nam này thì hơn 90 triệu dân ấy, thì mình thấy nhau cũng là một cái duyên. Mình cũng cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu thử. Còn em sao nha? Cũng như anh nói thì trên trái đất này bao nhiêu con người mà mình tình cờ gặp nhau là cũng có cái gì đó rồi. Mong là mình sẽ tìm được người phù hợp cho nhau. Rồi, về ghế đi các bạn. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Nghĩ rằng tụi em cũng đủ sức có thể cảm nhận được xem đây có phải là một nửa mảnh ghép mà mình có thể hướng tới hay không. Bấm hay không là quyền của các bạn nha. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Kim Anh không bấm. Tạ cũng như là con mới nói xong là mình cũng lên đây thì mong là mình sẽ trở thành bạn của nhau. Không nhất thiết là không bấm ở trên chương trình này mình sẽ không trở thành cái gì đó của nhau sau chương trình. Con cũng muốn là cho cả hai người tìm được cái người phù hợp của nhau. Điều này chính xác, nếu trái tim mình chưa rung động mình không cần bấm. Một chút tiếc nuối nhưng không sao, có thể là những người bạn với nhau. Chương trình gửi tặng đến bạn. Nhưng mà em đoán là cái bạn này. Thường đấy con nít đó súng răng ha, rồi tóc tai rồi rủ rượi ha này kia, vậy thì thành công, tức là thay đổi. Ông đoán đi, ông đừng quay qua đây, ông đoán thử à? Giống cái chàng trai bên đó không? Ai nè? Chắc hình nhỏ này nè. Hình nhỏ, em đoán hình lớn hay nhỏ? Dạ lớn. Lớn. Tôi đoán hình nhỏ đó. Đây, mọi người á, mọi người nhìn đi. Một bên là cái bạn nhỏ là anh Quyền Linh đoán, và cái hình lớn á là bạn trai bên đây đoán. Bởi vì người ta có cảm xúc, người ta có một cái trực giác, cho nên ta đoán rất là đúng. Còn anh thì thôi, suốt đời anh chỉ nên làm ông mối mà thôi. Mời bạn trai. Rồi, mời các bạn. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Võ Hà Ngọc Huyền. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong ngày hôm nay. Em chào anh ạ. Năm nay em 24 tuổi và hiện tại em đang là nhân viên văn phòng của một công ty tài chính ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ở quận mấy em? Em ở quận Tân Bình ạ. Quận Tân Bình. Quê gốc em ở đâu? Dạ, quê gốc của em cũng ở Sài Gòn luôn ạ. Sài Gòn luôn hả? Dạ. Còn em trai? Dạ, chào anh Quyền Linh. Chào chị em. Hồng Vân Lung chào Linh em. Chào bạn nữ xinh xinh. Chào tất cả những người xem chương trình. Em xin tự giới thiệu về mình. Em tên là Trần Minh Văn. Em năm nay thì 30 tuổi. Em đang làm việc ở quận Tân Bình. Em làm về IT. Nói nghe nè, muốn hỏi bạn trai chút xíu. Sao dạ. bạn biết bạn bên đây xinh xinh mà bạn chào là bạn nữ xinh xinh vậy? Dạ, bạn nữ thì mặc định nó auto xinh xinh chị. Đúng rồi, nữ ai không xinh. Em quê ở đâu? Dạ em quê, em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Cũng thành phố Hồ Chí Minh dạ. luôn. Em nói một chút về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Dạ điểm mạnh của em là em rất là vui vẻ, hòa đồng. Em có thể là thích nghi với mọi môi trường luôn ạ. Và em rất là thích ca hát. Dạ. Có tật xấu gì không? Dạ tật xấu là nhiều khi em cũng có hơi nóng tính một chút, nhưng mà cái đó là rất là ít à. Cái nóng tính khủng khiếp nhất của em là như thế nào? Dạ không nói chuyện thôi. Dạ, chà, không nói chuyện, đi hả? Chỗ khác chứ không có đập đồ đúng không? Không đập dạ, đồ. Dạ không đâu. Bạn trai, điểm dạ. mạnh điểm yếu là gì? Điểm mạnh của em thì thật thà, hiền, đa số mọi người nói vậy. Không mà hiền thiệt. Dạ. Nhìn thấy em rất là hiền luôn. Còn điểm yếu? Dạ, điểm yếu thì em cũng hơi nóng tính. Hồi nãy nghe bạn nữ nói thì rất là bất ngờ, tại vì nó có rất là nhiều điểm chung. Tại vì em nói chung là cũng nóng tính á, nhưng mà những cái lúc mà nóng tính như vậy thì em làm gì? Cũng giống bạn nữ là thường im lặng. Vậy là hai người nóng tính im lặng hết, khỏe. Trời, ai cũng nóng kiểu này đỡ dạ. ghê luôn. Đỡ biết mấy luôn. Em nói em thích hát đúng không? Dạ. Giờ hát liền cái đi kênh. Cái thích hát dạ. với hát hay coi có giống nhau. Em hát hay không? Dạ, mình nghe thử rồi thẩm định chị, ha. Dạ, để thẩm định giúp ha. Em ạ. Em hát. Hát đi. Tình yêu trong em vẫn luôn hâm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là em đôi khi khó nói nên lời, mong anh hãy cảm nhận thôi. Trời ơi, hay vậy ta. Cá tính lắm nha, trời ơi. Xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn đó, mong anh cảm nhận thôi đó. Tới bạn trai.
Em thì hát thì không được hay lắm, nhưng mà em thích làm thơ. Em muốn gặp mặt bạn nữ rồi lúc đó rồi. À, mới thành thơ đúng không? Dạ. Rồi được rồi. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua 3 mối tình. Mối ngắn nhất là bao lâu? Mối ngắn nhất là 15 giây. Cái gì kỳ á? Trời ơi, tôi lần đầu tiên tôi thấy mối tình 15 mối giây. 15 giây. Tình yêu này gọi là tình yêu sét đánh nè. Chứ ai tự nhiên giây. Mới gặp 15 dạ, giây thì... 15 giây là, đó là cái 15 giây cảm nhận đó dạ. Xem là giống như sét đánh nữa, ha. Thôi cũng lạ. Còn em, mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình. Nhưng mà mối tình sâu đậm nhất là gần 3 năm. Thì tụi em quen, em đềm chưa tới một ngày đẹp trời thì bạn có bạn gái khác. Rồi còn cái mối tình thứ nhì? Mối tình thứ nhì thì khoảng 3 tháng thôi là tụi em tìm hiểu nhau. Nhưng mà em cảm thấy không hợp cho nên là không đi tiếp. Là thôi luôn. Cũng vẫn làm bạn ạ. Rồi bây giờ em trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn tìm một người là cái điều quan trọng nhất là tin tưởng. Tại tức vì... là tin em ấy đúng không? Dạ. Nhưng mà em phải làm cái gì cho ta tin chứ, giờ tự nhiên bắt người ta tin mình sao không ta tin được? Tại vì tin tưởng nó rất là khó. Tin tưởng một người, ví dụ như là chỉ cần người ta lừa dối mình một lần thôi thì mình sẽ rất là tổn thương. Tin tưởng đây em nói thì có thể nó không chứng minh được điều gì hết, nhưng mà cho em một cơ hội thì em sẽ chắc chắn chứng minh được cái điều đó. Và em làm được là cho em cơ hội, em sẽ chứng minh niềm tin cho người khác. Thì ngoài cái mong muốn về cái sự chân thành như là vừa rồi em mới tâm sự, thì em còn muốn cái người bạn gái của mình về ngoại hình thì phải như thế nào? Cái ngoại tính hình tình thì ra. Đó giờ em không có đặt nặng. Nhưng mà con trai thì ai cũng thích xinh, trắng, dễ thương. Em nghĩ như thế nào về cô bạn bên rào này? Em hình dung bạn đó như thế nào? Em nghĩ cô ấy cũng là một con người rất là cá tính và quyết đoán. Cô ấy có xinh không? Dạ chắc xinh, nghe giọng xinh xinh. Xinh cỡ nào? Tóc dài hay tóc ngắn? Cao không? Chị Hồng Vân nghe ơi. Giọng thì rất khó lắm. Em có 2 tấm hình đây ạ. Chị có thể đưa cho anh để anh tưởng tượng. Đây là em lúc nhỏ và em xin nói thêm là em vậy thì thành công rồi. Đây dạ. Bên nhà gái tôi xin gửi là bạn đoán coi là cái người bên đây là ai. Trời, hình lúc nhỏ chị. Đó, lúc nhỏ đó. Chừng lộn quá nha. Có một sự bật mí nhẹ là vậy thì thành công đó nha. Nhìn cái hình thì cũng chắc là xấu, đoán. Xấu nhất á. Nhưng mà em đoán là cái bạn này. Ồ thường đấy, con nít đó súng răng ha, rồi tóc tai rồi rủ rượi ha này kia, vậy thì thành công, tức là thay đổi. Ông đoán đi, ông đừng quay qua đây, ông đoán thử. Giống cái chàng trai bên đó không? Ai nè? Chắc hình nhỏ này nè. Hình nhỏ, em đoán hình lớn hay nhỏ? Dạ lớn. Lớn. Em đoán hình nhỏ đó. Đây, mọi người á, mọi người nhìn đi. Một bên là cái bạn nhỏ là anh Quyền Linh đoán, và cái hình lớn á là bạn trai bên đây đoán. Bởi vì người ta có cảm xúc, người ta có một cái trực giác cho nên ta đoán rất là đúng. Còn anh thì thôi, suốt đời anh chỉ nên làm ông mối mà thôi. Câu trả lời chính xác là bạn trai đúng. Dạ. Bạn đúng em luôn đó. Dạ đúng rồi. Đây, mời anh. Chúc mừng em nha. Chào em gái. Dạ. Chào anh. Em muốn một cái mẫu hình người yêu tương lai của em như thế nào? Em muốn là ảnh sẽ cao hơn em. Cao hơn em? Chắc luôn. Không, bên đây khoảng mét 55 thôi. Mình phải tùy thuộc vào tính cách nữa. Hiền là được. Hiền là được đúng không? Dạ đúng. Còn rồi. Cao chỉ vậy thôi chứ 55 cũng được không? Dạ được. Được, ôi 55 được. Rồi mong muốn gì nữa? Dạ anh hiền với lại anh biết nhẫn nhịn. Tại vì em quen bạn trai á, theo em nghĩ là em là người rất là nhẫn nhịn luôn. Mà nếu mà em gặp bạn mà không giữ thì em sẽ sợ. Bạn này yên tâm là nhẫn nhịn lắm. Kiên nhẫn nữa, không có giữ hung dữ đâu sợ. Dạ. Rồi em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với cô ruột của em với lại là bạn thân của em. Rồi xin chào gia đình đàn gái. Chào cô ruột. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, xin chào đàn trai và chào cháu bên đó. Tôi là cô ruột của bé Huyền. Bé Huyền rất là tình cảm, sống rất là tình cảm, vui vẻ, hoạt bát. Tôi thấy là cháu trai bên này nhìn rất là đẹp trai. Yeah. Nhìn hình thức thì rất ưng ý rồi, thì nội dung thì để hai cháu tìm hiểu nhau. Nếu mà thành đôi được thì rất là tốt. Tốt quá. Rồi, cảm ơn cô. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ và cậu mợ. Rồi chào gia đình nhà trai. Trời ơi, gia đình nhà trai hùng hậu quá. Dạ xin chào Quyền Linh và cô Hồng Vân. Dạ. Hai MC dễ thương ha. Và chào chương trình. Tôi đây là mẹ của Minh Văn. Ở đây mình thì có 4 đứa con, 3 gái, có một mình cậu này con trai thôi. Mà ba cô con gái gả hết rồi, còn có mình cậu này thôi.
Nếu mà hai đứa tìm hiểu với nhau mà đến được với hôn nhân á thì tốt. Hai đứa đồng ý là lúc nào chịu là mẹ cưới liền á, không cần đợi tới chừng nào hết trơn á. Mẹ đang trông dâu lắm rồi đúng không? Mẹ thấu dâu tương lai sao, hợp không? Thấy cô dâu này thì vừa ý lắm á, đẹp gái mà cũng ăn nói cũng dễ thương. Quan trọng là hai đứa coi có hợp hay không. Đúng rồi. Nếu hai đứa bấm nút á thì hai đứa tìm hiểu nhau, nếu được thì cứ việc lên tiếng nói là mẹ bước qua mẹ cưới. Trời ơi, hay quá mẹ ơi. Rồi, cảm ơn hai gia đình. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Mở rào. Dạ rồi, em tặng anh luôn hả? À, lần đầu tiên anh xin tặng em. Dạ. À, em muốn mở ra con. Mở ra đi cưng, mở ra dạ, đi. Em mở ra luôn hả? Để xuống bàn. Đây. Rồi, rất là chu đáo luôn nè. Để em cầm cho anh nha. Giống như ngày làm lễ coi mắt vậy nha. Thấy nó cũng nôn nao như vậy luôn á. Anh xin tặng em về cái hộp nhạc. Khi mà mình vui hay mình buồn gì đó, mình cảm thấy mình muốn thư thả, thư giãn á, thì mình có thể dặn nó lên. Cái này nó cũng tượng trưng cho về một cái gì đó mà mình mong muốn á. Ví dụ như là em muốn nghe nhạc thì em phải lên dây cót nó. Dạ đúng rồi. Tức là mình phải bỏ ra một cái gì đó để mình có thể tận hưởng được nó. Thì giống như trong tình cảm cũng vậy, thì mình phải bỏ ra tâm huyết, công sức thì mình mới xứng đáng có được nó. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Trời ơi, bạn này là gọi là bạn ấy nội tâm lắm mà bạn rất dạ, là sâu sắc đó nha. Anh ơi, em tặng cho anh, anh có thể mở ra ạ. Trong đây là nó là một cái ví. Dạ, một cái ví tiền để anh có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi ạ. Khi nào anh dùng là anh nhớ tới em à. Tại vì mỗi lần anh dùng cái bóp này thì giữ bên mình 24/24 nha. Dạ, cảm ơn em. Hai đứa nó gặp nhau hình như nó bị rung rung rồi đó. Dạ. Nó bị uíu hay sao? Chị, để em hỏi trước. Nói đi, hỏi đi. À, em 24 tuổi, anh thì 30 đúng không ạ? Đúng rồi. Anh có thấy em khá là trẻ đối với anh? Anh nghĩ cái tuổi tác nó không có phán định được cái người đó trẻ con hay không, mà là do cái suy nghĩ. Dạ. Một người có thể mà chỉ có 18, 19 tuổi nhưng mà người ta rất là chững chạc rồi. Dạ, thì rồi. Qua cái cách nói chuyện của em thì anh nghĩ em không có tính trẻ con theo cái cách suy nghĩ thôi. Còn mấy cái tính khác giống như của con gái thì cái đó rất là bình thường. Em rất là tâm lý luôn đó. Ừ. Ví dụ như có một cái câu chuyện nào đó hoặc là em cảm thấy bực mình thì em cũng cho qua. Hoặc là thắc mắc quá thì em sẽ hỏi thôi. Ừ. Dạ, chứ không có gọi là ghen tuông hay là suy nghĩ. Em không có. Hồi nãy thì anh có hứa là sau khi gặp em sẽ đọc một cái bài thơ. Thì cái này là anh chỉ làm ngay tại chỗ thôi nha. Dạ. Cho nên là có thể nó có gì đó mà em cũng thông cảm. Em rất là muốn nghe luôn. Ừ. Lần đầu tiên gặp Huyền, có lẽ đây là duyên. Mái tóc thật đen tuyền, mắt em như kim tuyến, giọng nói làm sao xuyến. Nếu em muốn phát triển và cùng nhau hàn huyên thì bấm nút nha Huyền. Trời ơi, đó là xuất khẩu thành thơ đó nghe. Cho nên phải thấy em rồi mới ra được cái bài thơ này. Hay quá. Rất là hay luôn ạ. Em nhìn anh thì em nhớ ra một bài hát rất là gọi là thích hợp cho thời điểm này luôn. Anh có muốn nghe không? Hát luôn. Một đoạn nhỏ thôi ạ. Này người em luôn tìm kiếm lâu nay, trễ 3 năm rồi đây. Suốt thời gian qua anh đã ở đâu, sao không ở đây? Thu mọc tóc luôn đó. Nghe giọng rất là thanh, rất là hay. Dạ. Tức là hai đứa rất là hợp nhau về những cái sâu sắc cũng như là về văn hóa, văn nghệ ha. Bây giờ các bạn có 30 giây để nói lên cái suy nghĩ của mình nha. Mỗi người nói một câu, sau đó tiến hành bấm nút. Em muốn nói trước không? À, nếu mà anh cảm nhận được là em với anh mình phù hợp với nhau á thì mình có thể là cho nhau cơ hội. Tại vì em thấy anh cũng rất là hiền và dễ thương đó. Ừ. Dạ, với lần đầu tiên là em cũng có thể là có cơ hội để tìm hiểu một người bạn trai mà lớn hơn em nhiều tuổi ạ. Ừ. Anh cảm thấy em rất là phù hợp và anh cũng muốn tiến tới. Dạ. Đó, vậy là hiểu rồi đó. Rồi, để tay nút bấm các bạn. Tôi thấy rằng hai bạn rất hợp với nhau nhiều thứ. Và chắc chắn rằng chúng ta sẽ trân trọng những cái gì đang có và các bạn sẽ nuôi dưỡng nó để trở thành một cái tình yêu thật sự. Và chuẩn bị chúng ta chỉ làm nhiệm vụ thôi, chứ tôi biết rằng hai bạn cũng đã chờ đến giây phút này. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng.
Rồi ta làm thủ tục nào, ta đặt cái hôn đầu tiên vào má của bạn gái nào. Dạ rồi. Chúc mừng các bạn nha. Chúc mừng tụi em. Chúc mừng các bạn.